Toàn thể quý khách đã đến với kênh YouTube của công ty đồ gỗ nhà Sơn Đông. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2018 và thay mặt cho công ty đồ gỗ Sơn Đông xin kính chúc cho toàn thể quý khách có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì họ khách Sơn Đông chúng tôi cũng sẽ đặc biệt giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một siêu phòng phòng khách với thiết kế cực kỳ sang trọng và đầy đẳng cấp. Với chất liệu của chúng tôi sử dụng là dòng gỗ cẩm lai xịn 100%. Bộ bàn ghế chạm đầu đẹp vai cong 112 gồm 10 món, được chế tác từ 100% dòng gỗ cẩm lai Campuchia cực kỳ cao cấp. Sản phẩm này chúng tôi đang có mức giá niêm yết trên thị trường tại cửa hàng nội thất Sơn Đông chính là 205 triệu đồng. Một mức giá mà tôi cảm thấy cực kỳ phù hợp với một bộ bàn ghế đẳng cấp như thế này. Sản phẩm có được hiện tại tại cửa hàng nội thất Sơn Đông chi nhánh Cần Thơ, số 99B, đường 302, Phố Tân Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và ngay sau đây tôi sẽ mang đến cho khách những hình ảnh cận cảnh và chi tiết nhất về siêu phòng phòng khách cao cấp như thế này. Quý khách có thể thấy thì hiện tại tôi đang được trải nghiệm bên trên chiếc đỏng dài này. Chiếc đỏng dài này của chúng tôi được thiết kế với chiều ngang phủ bì lên đến là 2m1 và lòng sau phủ bì là 80cm. Một con số khá là ấn tượng so với một bộ bàn ghế tay 12 như thế này. Chất liệu chúng tôi sử dụng là dòng gỗ cẩm lai Campuchia cực kỳ đẹp và vô cùng sang trọng. Ở đây các bạn có thể thấy rõ được đường nét phân gỗ đen bên trên sản phẩm này, đường nét phân gỗ khá là bắt mắt, chi tiết phân gỗ rất là nổi bật. Ở đây chúng tôi phần chương giấy chúng tôi chạm trổ hình ảnh đầu tiên của các bạn thấy các nét chạm trổ được chúng tôi thể hiện rất là đẹp và vô cùng sắc nét. Với khối gỗ này chúng tôi sử dụng rất là dày dặn đem đến độ bền chắc chắn cho bộ sản phẩm này. Phần lưng tựa được chúng tôi thiết kế với 3 lưng tựa gương. Ở đây chúng tôi tạo hình lưng tựa khá là dày dặn, mang đến cho quý khách có những trải nghiệm vô cùng thoải mái trên chiếc đỏng dài này. Và phần chi tiết tiếp theo đó chính là chiếc bàn trung tâm. Thì chúng tôi thiết kế mặt hổ bàn này khá là rộng lớn để phù hợp với một bộ sản phẩm gồm 10 món như thế này. Phần mặt bàn thì chúng tôi thiết kế với chiều dài lên đến là 1m37 và chiều rộng là 71cm. Không gian khá là lý tưởng, các khách có thể sử dụng rất là thoải mái, bày biện đầy đủ các vật dụng bên trên rất là gọn gàng và tiện lợi. Mặt bàn các có thể thấy bên trên chúng tôi đang phủ lớp kính dày 8 ly giúp cho chống bị dày xước cho quá trình khách sử dụng. Mặt bàn này có thể thấy rõ được từng nét của vật gỗ cẩm lai trên sản phẩm này. Vật gỗ rất là đẹp, đường vân nổi bật khá bắt mắt. Mẫu bàn trung tâm này còn được chúng tôi trang bị thêm 2 ngăn kéo tủ. Ở đây chúng tôi đóng ngăn kéo tủ rất là dày dặn, các có thể thấy hộp tủ của chúng tôi đóng khá là dày. Chúng tôi tạo kiểu tay nắm cho sản phẩm này cũng khá là bắt mắt. Hộp tủ này sẽ giúp cho khách có thêm không gian sử dụng để chứa đựng đồ vật nhỏ gọn rất là tiện lợi. Phía đây phần yếm và chân của bàn vẫn được chúng tôi chạm trổ như là ảnh hoa văn đi kèm. Như là phần yếm này chúng tôi chạm trổ hình ảnh hoa văn uốn lượn khá là bắt mắt, giúp cho chiếc bàn không bị thô kệch, tạo điểm nhấn đặc biệt cho mẫu sản phẩm này. Chân của bàn vẫn được chúng tôi chạm trổ thêm hình ảnh hổ phù rất là mạnh mẽ, nét chạm trổ rất là sâu, tạo hình ảnh uy dũng cực kỳ là đẹp. Bộ sản phẩm gồm có 4 chiếc ghế đơn đem đến cho khách có sự trải nghiệm cực kỳ là hoành tráng. 4 chiếc ghế đơn này sẽ đem đến cho khách có điểm ngồi thoải mái, tư thế ngồi rất là đẹp mắt. Ở đây phần đặt tay thì chúng tôi thiết kế khá là êm, giúp cho tôi có thể đặt tay lên đây một cách thoải mái. Lưng tựa được chạm trổ hình ảnh đầu tiên cực kỳ đẹp và vô cùng sắc nét, với các đường nét của văn gỗ cẩm lai Campuchia cực kỳ đẹp và rất là nổi bật. Lưng tựa tạo hình lưng tựa gương khá là dày dặn nên đến để tôi có điểm tựa chắc chắn. Tôi có thể ngồi thoải mái bên trên chiếc ghế đơn này. Và phần chi tiết được đặt giữa cặp ghế đơn ở đây các có thể thấy đó chính là chiếc bàn kẹp. Chiếc bàn kẹp này các có thể đặt cặp trang trí bên trên, giúp tăng thêm vẻ sang trọng cho một sản phẩm cao cấp như thế này. Chiếc bàn kẹp có thiết kế nhỏ gọn khá là phù hợp. Chiếc bàn kẹp này còn được chúng tôi trang bị thêm ngăn kéo tủ rất là tiện lợi trong lúc mà quý khách sử dụng. Các có thể cất giữ những đồ vật nhỏ gọn khác rất là tiện lợi và đẳng cấp. Và tại thời điểm thì Tết Nguyên Đán 2019 đang rất là cận kề, thì với việc quý khách sở hữu ngay cho mình một bộ sản phẩm phòng khách đẳng cấp như thế này, chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách có những giây phút vui xuân đón Tết, tràn đầy niềm vui và tiếng cười bên gia đình thân yêu của mình. Căn phòng khách của quý khách sẽ được trở nên sang trọng và lộng lẫy hơn, được nâng lên ở một tầm cao mới rất là đẳng cấp. Và với việc là chúng tôi sử dụng chất liệu là dòng gỗ cẩm lai Campuchia cực kỳ quý hiếm như thế này, rất là phù hợp với một bộ sản phẩm phòng khách đẳng cấp. Nếu quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một bộ sản phẩm phòng khách với chất liệu là dòng gỗ cẩm lai xịn 100% như thế này, thì chắc chắn đó là một món hời lớn dành cho quý khách Dòng gỗ cẩm lai Campuchia cao cấp như thế này hiện đang có giá trị kinh tế trên thị trường rất là cao và ngày một tăng vọt, chính vì thế sẽ mang đến du khách giá trị về mặt vật chất lẫn tinh thần rất là cao. Sơn Đông, chi nhánh Cần Thơ, số 99B, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đặt tại chi nhánh trực tiếp phòng tác